Mình xin kính chào quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shopee Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2019, mình sẽ giới thiệu với anh chị một cây khoan bàn mang thương hiệu Hitachi, hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 220V. Motor riêng của nó là motor 3 pha 200V, nhưng mà anh Thọ đã làm lên thành motor 200V, 220 một pha. Để chị về cái việc cắm vô nguồn điện nhà mình là xài vô tư. Cái máy nó đang quay nãy giờ thì thấy là nó rất là êm, và thật sự anh Thợ kiểm tra nội cái cốt bên trong còn rất là mới, hàng còn chuẩn rất là đẹp. Rồi, đầu kèm khoang này, đầu kèm khoang 13mm, nó rất là to nhưng mà nó là cái đầu kèm khoang 13mm hàng Nhật. Nó kẹp được cái mũi từ 0.5mm cho đến 13mm, nó rất là chuẩn, cốt còn rất là cứng. Còn cứng nhắc luôn, cái độ đồng chuẩn của nó tuyệt vời. Mâm của nó rất là đẹp, và mâm thép nó có thể nghiêng được hai bên, mỗi bên 45 độ, nâng hạ bằng tay quay. Đó. Bây giờ mời chị ta sẽ cùng nhau xem cận cảnh chi tiết từng góc quay một của cây khoan bàn Hitachi cao 1m và giá bán là 6.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, bên trên đây là cái phần nắp trên của cây khoan bàn Hitachi 1m. Nắp trên đây bằng nhựa mà nó còn liền lạc hết luôn, hoàn toàn là không bị nứt, không bị gãy. Cái này vận chuyển về rất là khó nên phải làm rất là kỹ. Khoan bàn này nó có hai pulley, và mỗi pulley là 5 cấp tốc độ, 1, 2, 3, 4 và 5, thích hợp để mình khoan sắt mũi 13mm hoặc là mũi 1 ly trở lên thì tốc của nó chạy rất là đồng trục và ngon. Mình sẽ cho cái máy chạy nha, kỳ êm luôn. Rồi sẽ chỉnh lên cái tốc cao. Dây coro này vẫn còn mới tinh. Như là cái khoan này nó rất ít xài. Hơi lỏng thì đây mình sẽ nhớ móc này ra. Bên kia cũng có một con y chang vậy, chúng ta đặt nó vô. Ok, xếp lại, xếp bên kia luôn. Đó, cho chạy thôi. Em ru quá đã, bây giờ thấy nó cực kỳ đã luôn. Rồi, về motor mình sẽ đọc thông số kỹ thuật cho anh chị cùng xem. Đây nó hơi mờ rồi. Motor này motor 200W 3 pha. Cái tốc xoay nhanh nhất của nó là 1740 vòng một phút dựa theo pulley nha. Còn tốc độ xoay motor thì sẽ khác. Rồi giờ mình sẽ đi tới đằng trước. Đây, thương hiệu Hitachi. Rồi, đây là cái ba cái cần quay của nó còn đầy đủ luôn. Rồi, đây là đằng trước. Đây, Hitachi đầu kẹp 13mm, mã là B13S. Nếu mà khoan gỗ thì nó khoan được mũi 36 xăng, nên là 360mm. Còn mà khoan vật liệu cứng hơn, khoan thép thì chỉ được mũi 80mm là 8 phân thôi. Rồi đây là cấp tốc độ 3000, 2000, 1420, 800 và 500. Đầu kẹp 13mm. Quá đã. Còn gọi là rất là nghiêm chỉnh, êm. Đây chị kẹp khoang của nó còn luôn. Và cái chính đó là anh chị sẽ xem cái trục của nó nè, cứng ngắc, hoàn toàn không bị rơ lắc. Xoay lên xuống nhẹ nhàng. Cái thước nó cũng còn cái chỉ số rất là mới. Nói chung là cái khoang này cực đẹp. Rồi ti trụ cực kỳ to. Rồi tới cái mâm. Mâm này thì nó có cái khuyết điểm là nó bị khoan phạm vài lỗ. Cái này giống như cái khoan nó khoan nhỏ rồi, nó làm xấu đi chút. Thì là mình đã giới thiệu xong với anh chị về cây khoan bàn Hitachi hàng nội địa Nhật, cao 1m, sử dụng điện 220V một pha. Motor riêng của nó là 3 pha và chỉ có móc dây ra thôi. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258 hoặc 0985
532832. Họ đã địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Giá bán 6.500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.